Bác sĩ cảnh báo, về già mắc 5 bệnh này, cấm tập thể dục buổi sáng kẻo đột tử, chết nhanh hơn ung thư. Mến chào các khán thính giả trên kênh Khoa học Sống Khỏe. Ăn uống hợp lý nhớ cho, vận động vừa sức chẳng lo điều gì. Giảm rượu, bỏ thuốc lá đi, cân bằng tâm lý, vậy thì sống lâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng tập thể dục là cách chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, giúp tăng cường thể lực, thậm chí cải lão hoàn đồng khi về già. Thế nhưng, ít cô bác nào biết rằng tập thể dục cũng có tác dụng phụ nếu tập sai cách. Đặc biệt, bác sĩ cảnh báo, nếu đang mắc phải 5 căn bệnh này thì đừng dại mà đi tập buổi sáng kẻo rước đầy bệnh tật, nguy hiểm đến tính mạng. Quý vị nhé. Cụ thể đó là những bệnh gì và tại sao lại nguy hiểm đến tính mạng, tìm hiểu và chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Mở đầu video, xin mời quý vị lắng nghe câu chuyện thực tế sau đây. Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận ông Vũ, bệnh nhân 60 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, vào viện vì yếu nửa người trái. Theo chia sẻ của người nhà, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày nhập viện, ông Tùng dậy tập thể dục như hàng ngày. Sau đó 30 phút, ông đột ngột xuất hiện nói khó, yếu nửa người trái. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chụp CT scan sọ não, kết quả bị chảy máu não. May mắn là bệnh nhân vẫn nhận thức được. Từ đây, các bác sĩ cho biết, người già hay có thói quen dậy sớm, và ngay khi thức dậy, họ sẽ đi tập thể dục luôn. Nhưng điều này chưa hẳn đã tốt. Lúc này, cây xanh thực hiện quá trình trao đổi chất sẽ tạo ra nhiều oxy, giúp cơ thể có thêm sinh khí. Nếu người già đi tập quá sớm, cơ thể sẽ hít phải nhiều khí carbonic không tốt cho sức khỏe. Vì thế, không chỉ người cao tuổi mà tất cả mọi người hãy nên tập thể dục khi bắt đầu có ánh nắng. Thời điểm tập thể dục tốt nhất cho người già là từ 6 đến 7 giờ sáng để tránh những tác nhân dẫn đến đột tử do thời tiết. Người cao tuổi có thể tập luyện vào buổi sáng hoặc buổi tối. Các lần tập luyện phải diễn ra thường xuyên, đều đặn. Thời gian mỗi lần tập không quá 30 phút. Người già cũng cần lưu ý, không nên tập với cường độ mạnh gần thời điểm đi ngủ bởi có thể gây ra chứng mất ngủ. Đặc biệt, các chuyên gia y tế cảnh báo người dân mắc 5 bệnh sau đây cần lựa chọn thời điểm tập thể thao hợp lý và vừa sức kẻo nguy hiểm tính mạng. Thứ nhất, người bị bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, việc tập thể dục vào buổi sáng sớm sẽ rất nguy hiểm đối với những người lớn tuổi mắc bệnh tim mạch hoặc có chứng tăng huyết áp. 2 tiếng sau khi thức dậy, huyết áp của con người sẽ có xu hướng tăng một cách tự nhiên. Điều này làm tăng nguy cơ đột quỵ. Một nghiên cứu được công bố trên chuyên trang của Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã chỉ ra rằng những người bị huyết áp cao cũng có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn. Đồng quan điểm trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm đột quỵ thuộc Bệnh viện Bạch Mai cũng cho rằng thói quen tập thể dục buổi sáng sớm của nhiều người dân là rất nguy hiểm với sức khỏe. Đáng nói hơn chính là trào lưu tập thể dục từ sáng tinh mơ. Về bản chất, tập thể dục là một thói quen rất tốt. Tuy nhiên, nếu không chọn môi trường cũng như khoảng thời gian phù hợp sẽ có tác dụng ngược lại, có thể gây hại. Đặc biệt, với những người già có bệnh lý về huyết áp và tim mạch cần đặc biệt chú ý. Bởi đây là nhóm người có nguy cơ đột quỵ cao nhất, đặc biệt là trong thời tiết giá lạnh. Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận nhiều trường hợp người dân bị đột quỵ khi đang đi bộ tập thể dục buổi sáng. Nguyên nhân là do thời tiết giá lạnh sẽ làm co mạch máu, từ đó có thể gây tăng huyết áp, đột quỵ hoặc xuất huyết.
Ngoài ra, sáng sớm cũng được cho là thời điểm những loại thuốc điều trị huyết áp và tim mạch đã hết tác dụng, do người bệnh đã dùng từ tối hôm trước. Sự kết hợp tổng thể của các nguyên nhân này dẫn đến tình trạng báo động đối với sức khỏe người già. Do đó, người mắc các vấn đề về tim mạch cần tránh vận động mạnh ngay sau khi thức dậy và nên chọn một khung giờ khác hợp lý hơn, quý vị ạ. Thứ hai, người bị bệnh tiểu đường. Thông thường khi đi tập thể dục vào buổi sáng, chúng ta có thói quen không ăn gì lót dạ trước cả. Điều này sẽ có nguy cơ dẫn tới hạ đường huyết đột ngột, nhất là với những người có tiền sử bị bệnh tiểu đường. Hạ đường huyết có thể tác động mạnh đến hoạt động của hệ thần kinh, ảnh hưởng đến chức năng thần kinh cảm giác, thậm chí còn gây tổn thương não bộ và có thể gây hôn mê hoặc co giật. Đây là các yếu tố gây hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến người bệnh và nặng hơn nữa có thể gây tử vong. Do đó, người bị bệnh tiểu đường cần phải cân nhắc việc tập thể dục buổi sáng để tránh những hậu quả đáng tiếc. Liên quan đến vấn đề này, Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ có khuyến cáo người bị hạ đường huyết nên có một kế hoạch tập luyện hợp lý, khoa học, bổ sung liều lượng insulin hoặc dùng một bữa món ăn nhẹ trước khi tập thể dục để duy trì lượng đường trong máu ở mức an toàn. Điều này được xem là cách giúp cơ thể cảm thấy thoải mái khi tập luyện, đặc biệt là vào buổi sáng sớm khi cơ thể cần thời gian để đảm bảo phục hồi sau cả một đêm dài. Thứ ba, người vừa ốm dậy. Việc thường xuyên tập thể dục sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh vì nó có khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, khi chúng ta vừa mới ốm dậy, cần để cơ thể hoàn toàn phục hồi trước khi tập luyện bình thường. Trong lúc này, nhiều người khi về già thường lo lắng rằng nếu họ không tập luyện vài ngày, cơ thể sẽ trở nên ỷ lại và mất thói quen tốt. Thế nhưng, nếu cứ cố tập thể dục ngay và đặc biệt là vào buổi sáng sớm, sẽ có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Cơ thể chúng ta còn yếu và tập thể dục vào sáng sớm sẽ khiến ta mệt mỏi nhanh chóng. Nếu không may gặp vấn đề gì, việc tập thể dục khi vừa mới ốm dậy có thể khiến bệnh tái phát hoặc trở nặng hơn. Thực chất, sau một đêm không được ăn uống, cơ thể chúng ta rơi vào tình trạng thiếu năng lượng, thiếu nước và thiếu carbon hydrate. Việc tập thể dục ngay sau khi vừa mới ốm sẽ khiến cơ thể mệt mỏi quá tải hơn, chậm chạp hơn. Ngoài ra, việc vận động vào buổi sáng sớm còn khiến cơ thể cảm thấy chóng mặt, ngất xỉu và cơ bắp co cứng. Nguyên nhân có thể là do đường huyết thấp, mất nước hoặc cả hai. Tập thể dục ngay khi thức dậy sẽ ngăn cản cung cấp đủ năng lượng và nước cho cơ thể. Do đó, hãy chờ cho đến khi bạn khỏi bệnh rồi hãy bắt đầu lại, quý vị nhé. Hãy khởi đầu bằng những bài tập nhẹ trong thời gian ngắn. Khi cơ thể đã quen dần thì mới tăng cường và nhớ rằng phải bổ sung nước đầy đủ. Thứ tư, người bị thoái hóa khớp gối. Nhờ có khớp gối mà đôi chân của con người mới có thể cử động dễ dàng. Nếu cơ thể bị thoái hóa khớp gối, lúc này sụn khớp gối bị hao mòn, nứt, rách hoặc hoàn toàn biến mất. Đặc biệt nếu tập vào buổi sáng khi cơ khớp còn đang yếu sẽ dẫn đến nguy hiểm trong quá trình di chuyển. Các đoạn xương trà sát va chạm trực tiếp gây ra đau đớn, sưng, cứng khớp. Vì vậy, người bị thoái hóa khớp gối nếu đi lại rất dễ dẫn đến hình thành gai xương trong khớp gối, gây ra bệnh gai khớp gối. Chính vì vậy, người mắc thoái hóa khớp gối không nên tự ý đi bộ mà chỉ nên nằm gác chân lên tường hoặc nằm đạp xe tại giường để lưu thông máu, khỏe cơ bắp. Ngoài ra, khi ngồi, tạo cho mình thói quen xoa bóp gối sẽ giúp khớp gối hồi phục, phòng chống lão hóa. Từ đó, tình trạng đau khớp sẽ giảm đáng kể, cô bác nhé. Thứ năm,
người bị thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi nhân nhầy của đĩa đệm cột sống bị lệch ra khỏi vị trí bình thường, xuyên qua dây chằng ép vào các rễ thần kinh, từ đó gây ra tình trạng đau nhức tê bì. Thông thường, buổi sáng cơ khớp cứng hơn bình thường nếu vận động quá sớm sẽ khiến tình trạng đau nhức này nghiêm trọng hơn, lan rộng từ vùng thắt lưng xuống đến chân, gây rất nhiều bất tiện cho cuộc sống của người bệnh. Chính vì lý do trên mà người mắc thoát vị đĩa đệm cần hết sức cẩn thận trong quá trình di chuyển. Chỉ cần đi lại không đúng cách, người bệnh rất có thể sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Thay vì buổi sáng vận động quá mạnh, cô bác có thể nằm trên giường xoa bóp đi bộ nhẹ nhàng quanh nhà, vừa giúp lưu thông máu, vừa giúp cải thiện bệnh tình cô bác nhé. Thưa quý vị, tập thể dục có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu tập thể dục quá sức có thể dẫn tới đau tim, đột quỵ. Chính vì thế, việc tìm hiểu các dấu hiệu nguy hiểm có thể xuất hiện khi đang tập luyện và cách ngăn ngừa điều trị là vô cùng cần thiết. Vậy dấu hiệu nào cho thấy cô bác cần dừng tập thể dục? Theo các chuyên gia, trong khi tập thể dục, nếu có các triệu chứng này, cô bác cần ngừng tập ngay lập tức. Đau tức ngực. Nếu thấy đau tức ngực đột ngột và dữ dội, hãy cẩn trọng vì đó có thể là dấu hiệu của đau tim. Nhiều người có thể bắt đầu với cảm giác hơi khó chịu, cảm thấy ngực bị ép chặt. Cơn đau có thể diễn ra nhẹ nhàng và có thể biến mất ngay sau đó. Tuy nhiên, nếu triệu chứng này kéo dài hơn vài phút, hãy ngừng tập thể dục ngay lập tức và tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Khó thở. Cảm giác khó thở bất thường kèm theo tức ngực khi tập thể dục thường là dấu hiệu báo trước của một cơn đau tim. Triệu chứng này có thể xảy ra trước khi cô bác thấy khó chịu ở ngực, hoặc thậm chí có thể xảy ra mà không có cảm giác khó chịu ở ngực. Chóng mặt hoặc choáng váng. Mặc dù vận động thể chất có thể khiến cô bác cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt khi cô bác mới bắt đầu tập luyện. Tuy nhiên, nếu thấy chóng mặt, choáng váng khi tập thể dục, hãy ngừng tập ngay lập tức bởi đây là dấu hiệu bất thường. Nhịp tim bất thường. Cảm giác nhịp tim không đều, chống ngực là dấu hiệu liên quan tới sức khỏe của tim. Hãy dừng việc tập luyện và tìm kiếm sự chăm sóc y tế bất cứ khi nào cô bác thấy nhịp tim của mình bất thường. Khó chịu ở các vùng khác của cơ thể. Các vấn đề về tim có thể gây ra cảm giác ở các vùng khác của cơ thể. Ngoài phần ngực, các triệu chứng có thể bao gồm khó chịu, đau hoặc cảm giác có áp lực ở cánh tay, lưng, cổ, hàm hoặc dạ dày. Cô bác cũng có thể có cảm giác khó chịu lan từ các bộ phận này sang các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như từ ngực, hàm hoặc cổ đến vai, cánh tay hoặc lưng. Đổ mồ hôi bất thường. Mặc dù đổ mồ hôi khi tập thể dục là bình thường, nhưng buồn nôn và đổ mồ hôi lạnh là dấu hiệu cảnh báo một vấn đề sức khỏe nguy hiểm có thể xảy ra. Một số người đã từng trải qua cơn đau tim cho biết họ có triệu chứng này trước khi cơn đau tim đến. Vậy người cao tuổi nên tập luyện như thế nào? Với những người chưa tập luyện bao giờ, nên bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng, rồi tăng dần lên sao cho phù hợp với sức của mình. Sau khi khỏe hơn mới tăng thêm thời gian và cường độ luyện tập. Để đánh giá cường độ tập của người cao tuổi, có thể áp dụng thử nghiệm. Đi bộ từ dưới nhà lên tầng 4 với nhịp độ bình thường và không nghỉ ở giữa chừng. Nếu khi lên đến tầng 4 mà vẫn thở nhẹ nhàng và không có cảm giác khó chịu, thì trình độ luyện tập thể lực là trên trung bình. Nếu thấy khó thở là trung bình, rất khó thở và cảm thấy mệt mỏi khi lên đến tầng 3 là kém. Có thể đánh giá chính xác hơn
Kết quả của thử nghiệm trên theo sự thay đổi nhịp tim trước khi lên cầu thang và ngay sau khi lên tầng 4. Nếu đến tầng 4 mà mạch dưới 100 đến 120 lần một phút là tốt. 120 đến 140 lần một phút là trung bình. Còn trên 140 lần một phút là kém. Tốt nhất là đếm trong 100 giây đầu rồi nhân 6. Vì số mạch giảm nhanh theo thời gian, đếm dài hơn sẽ không đánh giá chính xác. Người cao tuổi có thể lựa chọn những môn thể thao sau để tham gia luyện tập. 1. Đi bộ. Đây là bộ môn thể thao cải thiện sức khỏe cho người già, được nhiều chuyên gia khuyến khích. Đi bộ rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Người cao tuổi có thể đi bộ ở công viên hoặc sử dụng máy chạy bộ đa năng tại nhà 30 phút mỗi ngày để cơ thể dẻo dai, tràn đầy năng lượng. 2. Yoga. Yoga là bộ môn thể thao rèn luyện sự bền bỉ, giúp giảm stress rất hiệu quả. Người cao tuổi lựa chọn yoga tập luyện là rất phù hợp, giúp cơ thể dẻo dai, ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ, có thể loại bỏ chứng đau lưng rất hiệu quả. 3. Bơi lội. Có thể nói, bơi lội là sự lựa chọn thể dục tốt cho những người thường xuyên đau khớp. Người cao tuổi nên bơi chậm trong thời gian ngắn. Nước sẽ tác động trực tiếp đến cơ thể, giúp lưu thông khí huyết, giảm đau cơ. Nghiên cứu cho thấy, việc tham gia môn bơi lội có thể giúp người cao tuổi duy trì huyết áp ở mức ổn định và giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Môn thể thao này còn có ích đối với khớp đầu gối, mắt cá chân, cải thiện chức năng mạch máu và kiềm chế huyết áp ở người cao tuổi. 4. Cầu lông. Người già chỉ nên chơi mỗi ngày 30 phút và những người bị bệnh tim không nên tham gia bộ môn thể thao này, bởi nó đòi hỏi khá nhiều sức lực. Chơi cầu lông có thể làm hạ đường huyết, nên bệnh nhân tiểu đường đang điều trị thuốc cần theo dõi đường huyết sau khi tập và có thể giảm liều thuốc hạ đường huyết. Ở người cao huyết áp mức độ nhẹ, huyết áp có thể được giảm sau mỗi lần chơi cầu lông. 5. Đi xe đạp. Đi xe đạp cũng là một môn thể thao ít rủi ro đối với người cao tuổi. Cũng như nhiều môn thể thao khác, đi xe đạp rất tốt cho việc làm săn chắc da và hình thành cơ bắp, đặc biệt ở nửa dưới của cơ thể như bắp chân, bắp đùi và phần hông, lưng của bạn. Theo Hiệp hội Y khoa Anh, đi xe đạp 20 km trên tuần có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch đến 50%. Một nghiên cứu khác với 10.000 cán bộ công chức cho thấy, nhóm đi xe đạp khoảng 20 dặm trong một tuần sẽ giảm một nửa nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới tim mạch hơn nhóm người còn lại. Ngoài việc có tác dụng tốt cho tim, đi xe đạp đặc biệt tốt với người bị huyết áp cao. Bạn chỉ cần dành thời gian vừa phải, đi xe đạp hàng ngày có thể ngăn chặn tình trạng huyết áp cao, tránh đột quỵ. 6. Bóng bàn. Về cơ bản, khi chơi bóng bàn, người chơi chỉ vận động trong không gian hẹp. Nhưng thật ra, môn thể thao này lại rất có ích cho hoạt động của hệ tim mạch. Chơi bóng bàn còn giúp nâng cao khả năng phản xạ, tăng cường nội lực cho cơ thể và tính linh động cho tất cả các khớp. Ngoài ra, môn này đòi hỏi phải suy nghĩ nhanh và có sự kết hợp giữa tay và mắt, nên chơi bóng bàn sẽ giúp kích thích hoạt động của não bộ. Theo tiến sĩ Wendy Suzuki, một chuyên gia về thần kinh học và tâm lý học tại Đại học New York, chơi bóng bàn giúp chúng ta cải thiện chức năng vận động, suy nghĩ chiến lược và tăng cường trí nhớ dài hạn. Theo ông, môn bóng bàn kích thích sự hoạt động của những phần não phụ trách vận động và lên kế hoạch. 7. Khiêu vũ. Khiêu vũ đem lại lợi ích cho người cao tuổi bằng nhiều cách, cả về thể chất và tinh thần. Khiêu vũ thường xuyên có thể giúp chống lại căng thẳng, lo lắng và trầm cảm, cũng như cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn. Tùy thuộc vào sức mạnh thể chất
và khả năng của mình. Người cao tuổi có thể thử các điệu nhảy khác nhau từ vừa phải đến nhanh. 8. Tập dưỡng sinh. Dưỡng sinh là một phương pháp tự luyện tập gồm 3 phần lớn: luyện tập, ăn uống và thái độ trong cuộc sống. Bí quyết để luyện tập có kết quả trong phương pháp dưỡng sinh chính là luyện thở. Kỹ thuật thở đúng: mở thanh quản ở thời giữ hơi, sau khi hít vào gắng sức thì không thể bị tai biến được. Cách luyện thở có thể là 2 thời, 3 thời hoặc 4 thời tùy theo thể trạng và bệnh tật của mỗi người. Nhưng theo phương pháp dưỡng sinh của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng thì chú trọng nhất ở phép thở 4 thời: hít vào, giữ hơi, thở ra và nghỉ. Thở sâu có tác dụng đưa dưỡng khí vào tận đáy phổi và đỉnh phổi, duy trì sức thở không bị giảm đi theo tuổi tác. Khi thở sâu, khí huyết sẽ lưu thông tốt hơn và quá trình trao đổi khí biến máu đen thành máu đỏ được nhiều hơn. Khí huyết lưu thông sẽ giúp tế bào thần kinh được nuôi dưỡng tốt hơn, tăng cường oxy đến các tế bào của lục phủ ngũ tạng, giúp tăng sức đề kháng của cơ thể, chống bệnh tật, chống lão hóa tế bào. Nhờ đó mà trẻ lâu, khỏe mạnh, yêu đời. Ngoài phương pháp thở, còn có các động tác tập vận động cột sống ở tư thế nằm, ngồi, đứng, giúp phòng chống bệnh tật, cải thiện và tăng cường sức khỏe. Những vấn đề cần chú ý khi luyện tập thể thao ở người cao tuổi. Luyện tập thể dục là hoạt động cần thiết với người lớn tuổi, nhưng rất cần lựa chọn những môn thể thao phù hợp với thể trạng để tăng cường sức khỏe bản thân, tránh rủi ro có thể xảy ra khi tập luyện. Điều quan trọng của luyện tập không phải là tập nhiều, tập hết sức, mà chủ yếu là tập thường xuyên, có hệ thống, phù hợp với bản thân và kiên trì liên tục. Sinh hoạt điều độ, tăng cường vận động thân thể nhẹ nhàng, hạn chế ngồi một chỗ, tranh thủ các yếu tố thiên nhiên tạo cuộc sống hài hòa. Chỗ ở có môi trường trong, sạch, có cây cảnh, chim, cá nếu có điều kiện. Thanh thản tinh thần, làm chủ bản thân, giữ tâm lý ổn định trước các căng thẳng trong gia đình và xã hội. Hiểu đúng tình hình sức khỏe, bệnh tật của bản thân để có thể chủ động khám chữa bệnh kịp thời lúc ốm đau. Thận trọng khi phải uống thuốc và đặc biệt cần coi trọng việc ăn uống hợp lý. Quý vị thân mến, người ta thường nói rằng sức khỏe đến từ việc vận động, và chỉ khi có một chế độ tập luyện phù hợp với cường độ hợp lý, ta mới có thể đạt được những lợi ích sức khỏe lớn. Ngược lại, nếu không vận động một cách khoa học, tập quá sức hoặc không đúng cách và thời điểm, rất dễ dẫn đến hiện tượng phản tác dụng. Một thời gian trước ở Thanh Hóa, anh Trương Thái Hoàng, 55 tuổi, có thể trạng cao to vạm vỡ, đột nhiên nhập viện vì đau nhức toàn thân và tiểu có màu bất thường. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhanh chóng phát hiện anh bị tiêu cơ vân và suy thận cấp. Sau khi tìm hiểu về thói quen sinh hoạt, bác sĩ cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do anh Hoàng đã phạm phải một trong 4 sai lầm khi tập thể dục. Vậy những sai lầm khi tập thể dục mà người sau 50 tuổi nhất định phải tránh xa là gì? Liệu cô bác có đang mắc phải những sai lầm đó hay không? Xin mời cô bác cùng tìm hiểu qua video này nhé! 1. Sai lầm đầu tiên, đó là thời điểm tập luyện. Lợi ích của việc tập thể dục không còn gì để bàn cãi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc tập luyện vào bất kỳ thời điểm nào cũng luôn tốt và có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, theo các bác sĩ, có 3 khung giờ mà chúng ta tuyệt đối không nên tập luyện. Đầu tiên là tập thể dục vào buổi sáng sớm. Nghe đến đây, hẳn là nhiều cô bác bất ngờ vì đa phần chúng ta đều tập thể dục vào buổi sáng, đúng không ạ? Nhưng nếu cô bác tập thể dục quá sớm, cụ thể là từ 4 đến 6 giờ sáng, có thể khiến cơ thể bị nhiễm lạnh đột ngột, tăng huyết áp và gây ra các biến chứng, thậm chí đứt mạch máu não dẫn đến đột quỵ.
Điều này có tỷ lệ xảy ra cao hơn đối với người lớn tuổi và có các bệnh nền về tim mạch. Vậy nên, cô bác nên tập thể dục sau 6 giờ hoặc nếu vẫn muốn tập luyện vào khung giờ này thì nên tập ở trong nhà có nhiệt độ phù hợp và tập những bài tập nhẹ nhàng. Thời điểm tiếp theo tuyệt đối không được tập thể dục là vào khoảng 12 đến 15 giờ chiều. Lúc này là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày. Nhiều cô bác có thể nghĩ nhiệt độ cao kết hợp với việc luyện tập sẽ giúp giảm béo nhanh. Nhưng lợi ích thực sự thì tôi chẳng thấy, chỉ thấy hại thôi ạ. Mấy hôm trước tôi cũng phải đi bộ dưới trời nắng và khi về thì bị ốm, cả tuần không dậy được. Đấy là còn nhẹ. Ngoài ra, một lý do nữa khiến chúng ta không nên tập thể dục vào lúc này, đó là khi cô bác vừa ăn cơm chưa no xong. Nếu vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây đau bụng, khó tiêu. Lâu dần có thể dẫn đến viêm loét, thậm chí là ung thư dạ dày. Thời điểm cuối cùng là trước khi đi ngủ. Vâng, cô bác không nghe lầm đâu. Tập thể dục trước khi đi ngủ vô cùng có hại đấy ạ. Việc tập luyện sẽ làm tăng thân thiện và nhịp tim. Nếu không có thời gian thư giãn nghỉ ngơi mà đi ngủ ngay lập tức, cô bác sẽ khó đi vào giấc ngủ. Vì vậy, trong 2 giờ đồng hồ trước khi đi ngủ, chúng ta không nên tập luyện để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu đi ngủ lúc 22 giờ, hãy tập vào khung giờ từ 17 giờ 30 đến 20 giờ. 2. Sai lầm tiếp theo mà mọi người thường mắc phải khi tập luyện là chọn sai bài tập. Nhiều cô bác thường xem những video hướng dẫn tập luyện và tập theo. Điều này thoạt nhìn thì không có vấn đề gì và người hướng dẫn cũng không hề sai. Cái sai ở đây là chúng ta không biết chọn lọc những bài tập phù hợp với bản thân. Vì cô bác cũng biết đấy, mỗi người mỗi cơ địa, mỗi sức khỏe khác nhau. Vì vậy cần những bài tập phù hợp nhất. Đặc biệt sau 50 tuổi, khi xương cốt dễ bị tổn thương, tim mạch và nội tạng suy yếu, việc chọn đúng bài tập là điều vô cùng quan trọng. Ví dụ, các bài tập nhẹ nhàng như thái cực quyền hay đi bộ 1 đến 2 km thì ai cũng có thể tập được mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu cô bác học theo người ta chạy bộ 4 đến 5 km, không chỉ gây đau cơ, đau khớp mà còn có thể gây đột quỵ hoặc đứt mạch máu não. Tương tự, bài tập gập bụng cũng có nguy cơ nếu cố gắng gập quá sâu có thể tạo gánh nặng cho xương cột sống và dẫn đến chật khớp, lệch đĩa đệm, thoái hóa cột sống. Dưới đây là những bài tập mà sau 50 tuổi không nên thực hiện. Nâng tạ. Nếu nâng tạ quá nặng hoặc gắng sức quá mức, cô bác có thể bị bong gân, chật khớp tay. Nếu không cẩn thận, tạ có thể rơi vào cơ thể gây tổn thương bầm tím. Khi lớn tuổi, khả năng phục hồi rất kém. Một chấn thương nhỏ cũng có thể dẫn đến vài tháng mới hồi phục, thậm chí có thể để lại di chứng. Ngồi xổm dựa vào tường cũng là một động tác không nên thực hiện. Động tác này được không ít cô bác ưa chuộng để rèn luyện sức khỏe và giảm cân. Tuy nhiên, nó lại tạo áp lực rất lớn cho khớp gối và gân bánh chè. Theo thời gian, đầu gối có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu miễn cưỡng tập luyện, dễ gây sụn mòn, thậm chí làm hỏng khớp gối, không có lợi cho sức khỏe của xương khớp. Tập các môn thể thao đối kháng như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cũng có nguy cơ tương tự như những bài tập trên. Các môn thể thao này khiến cơ thể vận động quá mức, thậm chí có thể dẫn đến chấn thương không mong muốn. Cuối cùng là không nên mát xa vùng cổ. Khi xoa bóp vùng này, có hai mạch máu rất quan trọng ở cổ. Hai mạch này có nhiệm vụ đưa chất dinh dưỡng nuôi toàn bộ não. Do đó, khi cô bác xoa bóp khu vực này có thể gây ra đột quỵ, rối loạn nhịp tim. Vì vậy, cô bác đừng nên xoa bóp hoặc ấn linh tinh ở vùng cổ để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng. 3.
không nên uống nhiều nước trước khi tập luyện thể dục, kẻo hối không kịp. Nhiều cô bác lo ngại về việc khi tập thể dục sẽ bị ra mồ hôi và làm cho cơ thể thiếu nước. Vì thế, trước khi tập đã uống nhiều nước để tránh trường hợp này, nhưng lại không biết rằng uống quá nhiều nước trước khi tập thể dục là một sai lầm. Khi nạp quá nhiều nước cùng một lúc, cơ thể sẽ có chiều hướng điều tiết và cân bằng lượng muối trong cơ thể, dẫn đến các tế bào sẽ bị phù lên. Cô bác dễ gặp các hiện tượng như chóng mặt, đau đầu và thậm chí có thể nôn mửa. Bên cạnh đó, uống nhiều nước trước khi tập luyện còn gây hại cho thận và dạ dày. Nếu cứ thường xuyên làm như vậy, sớm muộn gì cô bác cũng gặp các vấn đề đối với hai bộ phận này. Tuy nhiên, nếu cô bác không uống nước trước khi tập cũng khiến cơ thể mất nước, làm cho các hoạt động bài tiết diễn ra không thuận lợi, nhiệt độ cơ thể không được điều hòa, gây nguy hiểm đến sức khỏe. Lời khuyên của các bác sĩ là chúng ta uống nước từ 1 đến 2 giờ trước khi tập luyện, khoảng 500 đến 600 ml. Sau đó, 15 phút trước khi bắt đầu, hãy uống khoảng 250 đến 300 ml. Có thể nhiều hơn nếu đổ mồ hôi nhiều hoặc trời nóng hơn. Ngoài ra, cô bác cũng không nên uống các đồ uống có cồn, nước ngọt, nước có ga trước khi tập thể dục. Thay vào đó, cô bác nên uống nước khoáng hay một cốc nước chanh ấm là tốt nhất. 4. Tập thể dục xong đi tắm luôn, không khác gì tự giết mình. Sau khi tập thể dục xong, thân rất nhấp nháp và khó chịu, phải không cô bác? Nhưng cô bác hãy khoan đi tắm ngay nhé. Không lại như trường hợp của chị Lan Anh, đồng nghiệp của tôi, đã suýt nữa mất mạng vì đi tắm ngay sau khi tập thể dục đấy ạ. Tôi vẫn nhớ là chiều tháng 3 năm ngoái, cùng chị Lan Anh tập thể dục tại công viên gần nhà tôi. Sau khi tập xong, chị mời tôi về nhà uống nước. Còn chị do ra nhiều mồ hôi nên đi tắm luôn. Chỉ sau khoảng 10 phút, trong nhà tắm có tiếng đổ vỡ. Tôi tức tốc chạy vào và thấy chị đã bị tê cứng chân tay, miệng méo sạch. Theo lời bác sĩ, vì sau khi tập, lỗ chân lông mở rộng, thân nhiệt cao, nên sau khi tắm đã dẫn đến đột quỵ. Vậy nên, cô bác sau khi tập thể dục xong, không nên đi tắm ngay mà nên ngồi nghỉ khoảng 30 phút để cơ thể về trạng thái bình thường. Nếu ra nhiều mồ hôi thì nên thay quần áo, tránh bị cảm lạnh. Hơn nữa, cô bác cũng không nên ngồi dưới điều hòa quá lạnh hoặc quạt để gió to quá. Đây là những điều mà tất cả chúng ta, đặc biệt là cô bác nào trên 50 tuổi, cần đặc biệt lưu ý và tránh xa khi tập thể dục, để không gặp họa và để tránh những rủi ro trên. Và để nhớ những điều này, đơn giản chỉ cần chú ý một chút, hoặc cô bác có thể tua lại và ghi chép tóm tắt vào sổ tay của mình nhé. Cô bác thân mến, không phải tự nhiên mà ông cha ta nói rằng một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì bên cạnh việc ăn uống và tập luyện, tinh thần cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của chúng ta. Vậy nên, cô bác hãy cố gắng luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, dù có trong bất kỳ tình huống nào nhé. Nếu thấy quá căng thẳng, hãy dành ra vài ngày đi đây đi đó để điều chỉnh lại tâm trạng. Không nên cứ ngồi ủ rũ ở một chỗ mãi vì cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng video của ngày hôm nay sẽ giúp ích cho cô bác. Và nếu cô bác thấy thông điệp của chúng tôi hữu ích, hãy nhấn vào nút chia sẻ để được nhiều người biết đến hơn. Cô bác đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.